Chào các bạn, buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ học một cái điều khiển căn bản nhất là điều khiển đèn LED. Để học thì chúng ta sẽ cần Để học chúng ta cần là một cái board Arduino này, dây cắm, breadboard, cái board cắm dây, diode LED, điện trở 200 ohm hoặc 220 ohm, điện trở 1K và điện trở 10K, và có một cái module LED giao thông nếu mà bạn có. Ở trong Arduino thì chúng ta có thể truy cập vào cái phần các cái ví dụ mẫu của board Arduino, có cả từ cơ bản đến nâng cao. Thì các ví dụ mẫu này thì bạn có thể truy cập thẳng vào trang chủ arduino.cc để các bạn xem các cái board mẫu. Thì căn bản một cái quy trình viết code của Arduino như sau. Đầu tiên thì bạn sẽ phải soạn thảo code dùng IDE của Arduino, của editor. Editor này thì cái code của nó, cái lệnh viết nó gần tương tự C với C cộng cộng. Thì khi mà bạn viết code thì cái mã nguồn nó sẽ để dưới dạng file phần mở rộng .ino. Thì các lệnh nó gần giống với ngôn ngữ tự nhiên, tất nhiên ở đây là tiếng Anh. Khi mà bạn viết code thì cái code này chỉ chủ yếu là cho người đọc hiểu, còn máy thì nó sẽ không hiểu. Board hay là microprocessor của Arduino ATmega ấy, thì nó chỉ hiểu dưới dạng ngôn ngữ máy. Vì vậy để chạy được thì bạn sẽ phải biên dịch sang ngôn ngữ máy. Thì cái IDE của Arduino nó cũng có sẵn một cái compiler để giúp bạn có thể biên dịch sang ngôn ngữ máy. Thì sau khi mà sang ngôn ngữ máy thì file code nó sẽ nằm ở dưới dạng mã nhị phân. Mã nhị phân tức là mã gồm các cái giá trị 0 và 1. Và nó sẵn sàng để có thể nạp vào board. Thì khi bước tiếp theo chúng ta chạy để chạy được thì bạn sẽ phải nạp cái này lên bộ nhớ của Arduino. Thì có một cái bước là bước upload, chính là cái đoạn công đoạn từ chuyển từ cái file mã nhị phân đã biên dịch ở trên máy tính và chuyển qua cổng USB để upload để chạy lên trên cái board Arduino. Một cái cấu trúc cơ bản của Arduino thì nó sẽ gồm có hai hàm là hàm setup và hàm loop. Hàm setup là hàm khởi tạo một lần các cái thông số, ví dụ như là trong cái phần trước chúng ta setup để chúng ta bật tắt đèn LED mặc định ở trên board thì chúng ta có một cái gọi một cái hàm là hàm pin mode để set cái vị trí pin output là pin số 13 hoặc là LED built in này. Thì cái hàm này chỉ được chạy được khởi động và chạy một lần khi mà board ấn nút reset hoặc là khi mà board khởi động lại hoặc được cấp nguồn. Còn hàm thứ hai là hàm loop. Hàm loop này thì các câu lệnh ở trong cái hàm loop này sẽ được lặp đi lặp lại mãi mãi. Lặp đến khi nào mà board đang bị treo hoặc là chúng ta có lệnh exit hoặc gì đó trong cái hàm loop này thì nó dừng, còn đâu nó sẽ lặp đi lặp lại liên tục như vậy. Thì bạn có thể hình dung cái sơ đồ nó kiểu như này. Hàm setup đầu tiên chạy hàm setup một lần này. Sau đó là nó chạy đến các cái câu lệnh trong hàm loop, cứ chạy đi chạy lại, lặp lại mãi như vậy. Cho đến khi nào mà cái board này nó bị dừng hoặc là reset. Trước thì chúng ta đã set được một số cái câu lệnh cơ bản của Arduino khi mà các bạn chạy ví dụ blink. Thứ nhất là chú thích hoặc gọi tiếng Anh là comment. Mục đích của chú thích là để giải thích cho người đọc chứ không phải là máy, bởi vì khi mà bạn biên dịch thì các cái chú thích này sẽ bị loại bỏ đi. Thì có hai loại chú thích giống như kiểu trong ngôn ngữ C và C cộng, đó là chú thích trên nhiều dòng thì đây bắt đầu bằng mở ngoặc sổ trước sao và sao sổ trước. Chú thích thêm một dòng thì là hai dấu nháy, hai dấu sổ này, đây trên một dòng. Các câu lệnh của Arduino nó cũng kết thúc bởi dấu chấm phẩy, tương tự như là C. Thì trong cái vụ trước chúng ta dùng ba hàm, hàm pin mode, cái này là khởi tạo chế độ của pin là input hoặc output, thì nó có hai tham số pin ID, tức là cái chân ID đấy, nó sẽ là từ 1 cho đến 13 đối với Arduino. Mode thì là input hay output, tức là nó là chân vào hay chân ra. Đối với output lần trước thì chúng ta có 13 chân. Hàm thứ hai là digit to write, tức là ghi hoặc là đẩy giá trị ra cái cổng với cái pin ID và cái giá trị. Giá trị ở đây sẽ là high hoặc low. Ở trong cái cổng digital này thì nó chỉ là mức 0 với mức 1 thôi, nên giá trị nó chỉ là high low.
thì hai giá trị thôi, giống kiểu hai giá trị nhị phân. Thì cái pin ID này nó sẽ tương ứng để đẩy ra. Thì để gọi được cái hàm này thì chúng ta sẽ phải gọi cái hàm spin mode để set up cái cổng đấy, là set chế độ cổng vào, cổng ra. Trong trường hợp này là cổng ra thì chúng ta sẽ dùng hàm digital write. Hàm thứ ba là hàm trễ hoặc là hàm dừng. Thì nó sẽ tức là cái chương trình khi chạy đến đây nó sẽ dừng khoảng một khoảng thời gian millisecond, tức là một phần nghìn giây nào đó. Ví dụ trong phần điều khiển LED, muốn cái LED bật hoặc tắt mà nhìn thấy được thì chúng ta sẽ phải trễ cỡ khoảng độ tầm 500 mili giây hoặc 1000 mili giây. Bởi vì nếu mà bạn không trễ thì cái việc bật tắt này rất là nhanh, mắt rất là khó nhìn, vì con người thì nó không không thể nhanh như máy được. Các cái hàm ở trong Arduino thì bạn có thể lên cái phần Arduino CC reference. Tất nhiên là đây là tiếng Anh, tuy nhiên hiện tại thì có Google Translate cho nên cái vấn đề mà đọc tài liệu tiếng Anh nó cũng không quá phức đấy. Bạn có thể vào thẳng cái trang chủ Arduino language reference, thì ở đây nó chứa các câu lệnh, các cái hàm căn bản của Arduino, các kiểu dữ liệu, các cái cấu trúc, chú hàm, rồi các cái lệnh toán học. Nói chung thì Arduino là một cái dù sử dụng các ngôn ngữ mà nó gần với cả C, C cộng cộng. Vì vậy mà bạn nào mà đã đọc hoặc có kiến thức cơ bản về lập trình thì bạn sẽ thấy là cái việc mà lập trình Arduino nó khá là đơn giản. Cái cấu trúc ngôn ngữ nó đơn giản hơn rất nhiều so với C, C cộng cộng. C, C cộng cộng thì còn nhiều cái nữa. Đây Arduino thì nó loại bỏ bớt, bởi vì mục đích của nó là tối giản để cho làm sao cho ai cũng có thể sử dụng được. Bên cạnh tham khảo các cái hàm thì ở đây cũng có một số cái resource, rồi là tutorial. Tutorial này khá là hay, nếu mà bạn đã có qua cái kiến thức về Arduino thì bạn có thể xem tham khảo các tutorial này. Example in library. Đây, các cái ví dụ mà ở trong cái phần example bạn có. Đấy. Nó khá là nhiều. Nói chung Arduino là một cái vì cái board mà hỗ trợ cho cái việc học lập trình và điều khiển hoặc là liên quan đến Internet of Things rất là hay và rất là đơn giản. Chỉ cần có kiến thức cơ bản từ học sinh cấp 2 trở lên là đã có thể làm được với Arduino được rồi. Ở phần tiếp theo thì chúng ta sẽ là xem một cái ví dụ để điều khiển LED. Lần này chúng ta sẽ không sử dụng cái đèn LED mặc định gắn trên board nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng các cái chân từ 1 đến 13 để chúng ta điều khiển bật tắt đèn LED.